làm thế nào để lựa chọn được thiết bị nhà bếp chuẩn mực, đảm bảo nguồn gốc xuất xứ chính hãng, không mua nhầm hàng nhái, hàng giả, kém chất lượng. Theo các chuyên gia, việc đầu tiên là chúng ta lựa chọn sản phẩm có thương hiệu trên thị trường, có công ty đại diện nhập khẩu và phân phối độc quyền tại Việt Nam và tìm tới các địa chỉ showroom lớn có uy tín. Có mặt ở showroom Casa Gron tại 117 Trần Duy Hưng, trong số những thiết bị gia dụng hiện nay thì thương hiệu Gron của Pháp đang được rất nhiều gia đình và những người nội trợ lựa chọn sử dụng. Chúng tôi chọn thương hiệu Gron để bán tại siêu thị Casa Gron của chúng tôi bởi vì cái thương hiệu Gron là một thương hiệu rất là nổi tiếng tại Pháp cũng như các nước châu Âu. Ngoài ra thì thương hiệu Gron cũng được nhà phân phối là công ty Chista Việt Nam, là một nhà chuyên phân phối các sản phẩm gia dụng hàng đầu tại Việt Nam phân phối độc quyền. Chính vì vậy chúng tôi rất tin tưởng vào sản phẩm của Gron cũng như vào thương hiệu của công ty Chista Việt Nam. Cho nên chúng tôi đã chọn hợp tác với công ty Chista Việt Nam phân phối sản phẩm Gron tại trung tâm Casa Gron. Gron là thương hiệu thiết bị gia dụng số 1 của Pháp với các sản phẩm như bếp từ, lò nướng, lò vi sóng, máy hút khử mùi, máy rửa bát, máy giặt, từng nhập khẩu và có chứng nhận thiết bị được sản xuất từ Pháp. Các thiết bị có đặc điểm chung về hiệu suất cao, tiết kiệm thời gian, năng lượng, rất phù hợp với lối sống của các gia đình hiện đại, mang lại cho căn bếp của bạn sự tinh tế về thiết kế cùng những tính năng tuyệt đối an toàn, thông minh. Thương hiệu Gron là một trong những thương hiệu được khách hàng yêu mến cũng như lựa chọn hàng đầu tại siêu thị Casa Gron. Lý do là bởi vì khách hàng luôn cảm thấy yên tâm khi lựa chọn thương hiệu này vì xuất xứ cũng như chất lượng của sản phẩm. Ngoài ra thì hiện nay thương hiệu Gron cũng đang dành nhiều ưu đãi cũng như khuyến mại cho các khách hàng. So với nhiều năm trước đây, sản phẩm được nhiều gia đình lựa chọn hiện nay là bếp từ Gron Maxi Zone, có bề mặt lớn, phù hợp với nhiều kích cỡ xoong nồi, có thể nấu cùng một lúc nhiều món ăn, rất thoải mái khi nấu nướng và tiết kiệm thời gian. Cùng với đó, lò nướng Gron cũng được bán với số lượng khá lớn bởi tiết kiệm điện năng, dễ dàng thao tác. Cái nấu ăn nó là cũng giống như là một nghệ thuật đấy. Ngoài cái vấn đề bí quyết về tẩm ướp ra thì mình phải có một cái thiết bị nó rất là tốt để đảm bảo cho cung cấp được nguồn nhiệt lượng nhanh và nhanh, tiết kiệm và an toàn để mình làm sản phẩm được ngon hơn. Gron là thương hiệu thiết bị nhà bếp số 1 của Pháp. Các sản phẩm dễ sử dụng, tiết kiệm điện năng, dễ dàng thao tác để mỗi người đều có thể trở thành đầu bếp trong ngôi nhà của mình. Hy vọng rằng thông qua chương trình ngày hôm nay, chúng ta đã có thêm thông tin về xu hướng tiêu dùng của các gia đình hiện đại và bí quyết để phát triển, tận hưởng cuộc sống, hòa nhập với xu thế của thời đại.